sau này tàu điện ngầm mà khai trương nữa thôi Sài Gòn khác gì nước ngoài anh chị, quá đẹp luôn. Bây giờ nè, tòa nhà nè khủng khiếp chứ, đó, những ánh đèn đêm, những góc view triệu đô, những con thuyền chạy trên sông. Bên kia có cái quán của Mười Thó nè, của danh hài Trường Giang anh chị, đó, cái quán cũng trang trí rất là đẹp anh chị, đó, ngay trên cầu Công Lý, đó, nhìn thấy không? Anh chị nhìn thấy cái hình ảnh những cái bảng cho thuê rất là khắc nghiệt anh chị. Những cái mặt bằng đó là những cái mặt bằng gọi là đắt giá tại cung đường khủng khiếp chưa? Đó, những cái mặt bằng này, cái mặt bằng này, giả màng chưa? Quá giả màng, trẻ bằng trẻ thôi ra đây ngồi chơi nè, đó, nhịp chưa? Đó, cũng trang trí hoa, chuẩn bị Tết rồi nè, trang trí hoa, đó, có cô ngoắt, ngoắt vô ngồi, đó, cũng trang trí hoa, hoa cảnh này nè, rất là đông, buổi tối ra đây rất là đông anh chị. Đó, tòa nhà này của Petrolimex Dầu Khí á, có kiến trúc rất là đẹp thời xưa anh chị. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì tối hôm nay lúc này là gần 9 giờ đêm rồi, em mời cô chú anh chị và các bạn dạo quanh Sài Gòn đêm để xem những cái cảnh đẹp của Sài Gòn đêm, cũng như là tình hình xe cộ Sài Gòn đêm như thế nào nha anh chị. Sài Gòn là một trong những đại đô thị của Việt Nam rồi, nên là rất là nhiều cái tòa nhà rất là đẹp vào ban đêm. Lên đèn á, khi lên đèn anh chị, ban đêm thì chạy xe nó thoáng đãng hơn ban ngày. Ban ngày xe rất là nhộn nhịp. Sài Gòn cái lượng lưu lượng xe ở Sài Gòn rất là đông anh chị, rất là đông, đặc biệt là những cái giờ tan tầm, giờ buổi trưa, buổi sáng, giờ đi làm. Đó, là em đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi thuộc quận Phú Nhuận, quận Phú Nhuận nha anh chị. Rất là nhiều cái đường Nguyễn Văn Trỗi cũng như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rất là nhiều cái trụ sở của ngân hàng, là một trong những cái tuyến đường huyết mạch nối liền phi trường Tân Sơn Nhất đến trung tâm Sài Gòn anh chị. Chị nhìn ngắm những con đường góc phố Sài Gòn đêm, qua từng con đường, qua từng hình ảnh, qua những cái tòa nhà, đó, rất là đẹp anh chị, rất là đẹp. Sài Gòn đêm rất là đẹp anh chị, trang trí. Xe vào 9 giờ đêm tại con đường Nguyễn Văn Trỗi này cũng rất là đông nha anh chị, rất là đông. Anh chị nhìn ngắm gửi đến anh chị những hình ảnh đẹp về Sài Gòn đêm, để anh chị có một cái hình ảnh gợi nhớ lại mình, nơi mình từng sinh sống. Anh chị ở xa quê á, nhiều năm không có về lại Sài Gòn thì nhìn ngắm những cái hình ảnh để nhớ, đỡ nhớ quê nhà hơn. Ở khu vực này là phường 11, quận Phú Nhuận anh chị. Ở đây là giao lộ giữa đường Quỳnh Văn Bánh nè, ở đây đường Quỳnh Văn Bánh anh chị. Quỳnh Văn Bánh vào đường Nguyễn Văn Trạng ở Trỗi. Phía trước anh chị, phía trước anh chị là cầu Công Lý. Qua cầu Công Lý thì đường Nguyễn Văn Trỗi sẽ được đổi tên thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị. Khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì thuộc quận 3. Quận 3 anh chị. Đó, hình ảnh xe cộ. Bên kia có cái quán của Mười Thó nè, của danh hài Trường Giang anh chị. Đó, cái quán cũng trang trí rất là đẹp anh chị. Ngay trên cầu Công Lý, quán chuyên về những cái cơm quê. Đó, chị nhìn ngắm nha, đây là cầu Công Lý. Cầu Công Lý rất là đẹp. Buổi tối nhìn Sài Gòn đẹp lắm anh chị. Dưới chân cầu là một trong những cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là chùa Vĩnh Nghiêm. Một trong cái địa điểm mà các tín đồ Phật giáo hay mọi người đến đi lễ chùa, lễ Phật đó anh chị. Đó, chùa Vĩnh Nghiêm. Qua đây là chúng ta bước vào con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi bên ba làn xe rất là rộng rãi. Nhưng mà về giờ tan tầm, nhất là buổi chiều đi làm về, cũng khá là kẹt xe anh chị. Lưu lượng Sài Gòn, gọi là lưu lượng xe ở Sài Gòn là khá là đông. Càng ngày càng đông anh chị.
càng ngày còn đông. Em thấy tình hình là đổ lên Sài Gòn cũng như là sinh sống cũng như là làm việc càng ngày càng đông, nên là cái giờ tan tầm cũng như là giờ đi làm rất là kẹt xe anh chị. Đó là xa xa là những cái khách sạn 5 sao với những cái buffet buổi tối anh chị, ăn buffet trên đó cũng dành cho giới gọi là trung lưu anh chị, cũng vé thì cũng 1,5 triệu trở lên ở trên sân thượng anh chị, trên sân thượng đó, anh chị nhìn ngắm nha, Sài Gòn đêm quá đẹp anh chị. Anh chị nào nhiều năm xa quê không nhìn lại Sài Gòn thì nhìn qua hình ảnh em cũng gửi đến anh chị để thấy sự thay đổi rất là nhiều anh chị. Đây là bên kia là trụ sở của ngân hàng Sacombank. Đây là những ngày giáp Tết anh chị, nên là bắt đầu trang trí những cái đèn LED khá là đẹp. Đó, trang trí đèn LED khá đẹp, đó là trụ sở của Sacombank. Sự khắc nghiệt của Sài Gòn anh chị, cái tòa nhà khắc nghiệt của Sài Gòn. Đó, nhìn thấy không? Anh chị nhìn thấy cái hình ảnh những cái bảng cho thuê. Cho thuê rất là khắc nghiệt anh chị. Những cái mặt bằng đó là những cái mặt bằng gọi là đắt giá tại cung đường chiếc chưa. Đó, những cái mặt bằng này, cái mặt bằng giả màn chưa, quá giả màn. Những ngày cuối năm ở nhậu cũng chiếc chưa. Đây là một trong những cái rạng biển chi nhánh thứ năm chuyên tổ chức các hôm nay tất niên hay gì đông dứa. Đó, tất niên hay gì nhậu đông quá anh chị ơi. Những ngày cuối năm mà thường tổ chức những cái buổi tất niên của các công ty á, nên là những cái quán rất là đông, đặc biệt là quán rạng biển. Rạng biển là một trong những cái địa điểm thu hút nhiều khách hàng về tổ chức tiệc cũng như là ăn nhậu. Đó, rạng biển năm nằm ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị. Đây là đường Trần Quốc Toản nè. Đó, đường Trần Quốc Toản giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Những ngày giáp Tết rồi, em chạy dọc theo cái các tuyến đường để anh chị nhìn ngắm lại và em cập nhật có những cái mặt bằng đắt giá tại khu vực quận 3 cũng như là quận Nhất rất là đắt giá, được bỏ không chưa ai mướn. Vì bước vào khu vực quận Nhất thì chúng ta sẽ thấy nó xem hôm nay gần Tết họ trang trí những gì nha anh chị. Từng con đường góc phố nè, quá đẹp luôn chị. Giờ đường này quá đẹp luôn. Đó. Chị nhìn ngắm những hình ảnh về con đường góc phố tại khu vực trung tâm Sài Gòn nha. Cái biệt thự ở đây nè, ở đây là Tú Sương. Đường này là chuyên những cái biệt thự lớn anh chị. Biệt thự dành cho những đại gia. Đó, những khách sạn 5 sao nè. Quá đẹp. Phía trước là giao lộ giữa đường Điện Biên Phủ và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa anh chị. Đó, đây là một cái đường Điện Biên Phủ, là một trong những cái đường huyết mạch nối liền từ khu vực trung tâm Sài Gòn ra tới khu vực miền đông, phía đông của Sài Gòn anh chị, về hướng cầu Sài Gòn để ra khu vực thành phố Thủ Đức. Đó, đây là giao lộ giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Khởi Nghĩa là đường một chiều nha anh chị, anh chị Khởi Nghĩa là đường một chiều giao nhau với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đó, các bạn trẻ đi chơi đêm, giờ 9 giờ đêm bắt đầu là lên đồ rồi đó, lên đồ đi chơi anh chị. Đó, lên đồ đi chơi đêm. Đây rất là nhiều cái tòa nhà cũng như là các thương hiệu gọi là thời trang cao cấp anh chị. Các quận ở trung tâm mà, quận Nhất mà cao cấp, thời trang cao cấp. Xanh FM anh chị. Đó là một loại xe điện của tập đoàn Vingroup. Ở đây là giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó,
có du khách nước ngoài nè. Đường Nguyễn Đình Chiểu nha, đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây rất là nhiều cái nhà hàng, khách sạn. Lưu lượng 9 giờ đêm tại trung tâm Sài Gòn cũng khá là đông anh chị. Nói là các bạn trẻ cũng như là mọi người ra đổ về trung tâm quận nhất để vui chơi. Ở đây là khách sạn nhà hàng Victory, một trong những cái khách sạn khá là lâu đời tại trung tâm Sài Gòn. Đây là giao lộ giữa đường Võ Văn Tần, cũng là đường một chiều, và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chúng ta quanh qua đường quẹo trái qua đường Nguyễn Thị Minh Khai nha anh chị, để đổi một tuyến đường khác để anh chị nhìn ngắm. Xe buổi tối cũng khá là đông. Tòa nhà văn phòng, rất là nhiều tòa nhà văn phòng ở khu vực này anh chị. Đó. Chị nhìn ngắm nha tình hình ở đây, là những chiếc xe đạp cho thuê nè chị, quét mã để chạy. Đó, du khách nước ngoài cũng đi khá là nhiều, du khách nước ngoài đi bộ nè anh chị. Đó, hình ảnh trang trí này nè, xa có những cái quán trang trí đèn led vào buổi tối rất là đẹp anh chị. Đó, la la đó, hồ con rùa đó. La la lan khá là to luôn chị, quán to quá to, quán bia. Đường Nguyễn Thị Minh Khai là một chiều nha anh chị, một chiều. Cập nhật tình hình đến anh chị về đêm. Chúng ta rẽ vào đường Phạm Ngọc Thạch nha anh chị, đường Phạm Ngọc Thạch. Này là cũng khá là nhộn nhịp, gọi là trung tâm luôn rồi, trung tâm rồi anh chị, ngay chỗ gần nhà thờ Đức Bà rồi. Cập nhật tình hình những ngày giáp Tết để gọi đến anh chị. Đêm anh la ra chuẩn bị trang gọi đến anh chị hình ảnh trang trí Tết nha. Đó, bên kia họ trang trí Tết nha anh chị, tại đêm anh ra ra dạo qua một vòng đi nhà thờ Đức Bà đi, thì gửi đến anh chị những không khí về khu vực trung tâm. Đó, nhà thờ Đức Bà này không biết khi nào mới xong anh chị. Đó, tối cũng phát đèn thờ Đức Bà. Thử bà sửa chữa cũng khá là lâu anh chị. Đó, các bạn trẻ tối ra đây ngồi chơi nè. Đó, nồng nhiệt chưa. Đó, cũng trang trí hoa, chuẩn bị Tết rồi nè. Trang trí hoa, đó, có cô ngoắt. Đó, ngoắt vô ngồi, đó, cũng trang trí hoa. Hoa cảnh này nè. Rất là đông, buổi tối ra đây rất là đông anh chị. Ở trung tâm gần nhất, hai bên ở bên đây ngồi nữa nè. Bên bưu điện thành phố cập nhật tình hình đến anh chị nha, khá là đẹp. Đó, bưu điện thành phố vào buổi tối nè anh chị. À, đẹp chị, nhìn ngắm lại những khung cảnh về Sài Gòn đêm vào những ngày giáp Tết nha. Đêm anh ra xa trang trí Tết khá là đẹp anh chị.
À, anh chị nhìn nha, trang trí Tết khá là đẹp luôn, quá đẹp luôn anh chị, đúng không? Đi Tết khá là đẹp. Cập nhật cái tình hình trang trí Tết tại Sài Gòn. Đây là con đường Lê Dững, đường Lê Dững vào ban đêm nha anh chị. Cập nhật tình hình đến anh chị, đường Lê Dững, đại lộ Lê Dững vào lúc này là 9 giờ đêm. Ở đại lộ Lê Dững rất là nhiều cái tòa nhà, văn phòng rất là đẹp. Gọi đến anh chị những hình ảnh về các con đường góc phố tại khu vực trung tâm Sài Gòn, gọi là Sài Gòn đêm, để anh chị có những phút giây thư giãn, nhìn ngắm lại Sài Gòn sau bao nhiêu năm xa cách. Sài Gòn đêm bây giờ như thế nào, khác lạ như thế nào. Ở đây là em ra xa nè anh chị, và kế bên là các tòa nhà, các tòa nhà văn phòng rất là đẹp, rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn. Bây giờ không nhận ra được, ngày xưa ở đây không có những cái tòa nhà này, bây giờ nhà rất là nhiều, tòa nhà văn phòng rất là nhiều và rất là to luôn. Buổi tối mở những cái đèn led rất là đẹp anh chị. Cập nhật tình hình đến anh chị nhé, để tìm một con đường khác, chạy tới đường Tôn Đức Thắng đi. Đó, để gửi đến anh chị về đêm khung cảnh tại Sài Gòn đêm. Ở bên kia là các quán, quán bar, quán cà phê. Sài Gòn đêm lung linh ánh đèn anh chị. Đó, đây là những cái khách sạn, ngân hàng đó, ngân hàng đó. Kế bên là những cái khách sạn 5 sao, Sofitel rồi nè đó, như nước ngoài, quá đẹp. Chúng ta rẽ vào đường Tôn Đức Thắng nha. Đây có một cái Petrolimex Sài Gòn anh chị. Đó, tòa nhà này của Petrolimex dầu khí á, có kiến trúc rất là đẹp thời xưa anh chị. Ở đây là đường Tôn Đức Thắng nha anh chị. Một trong những tuyến đường huyết mạch gọi là dẫn lên cầu Ba Son vừa hoàn thành. Đó. Quá đẹp luôn, Sài Gòn đêm. Bên kia là hệ thống chung cư cao cấp dài trăm triệu một mét vuông, khủng khiếp, chung cư triệu đô anh chị. Đó, lên cầu là chúng ta về thành phố Thủ Đức anh chị, lên cầu Ba Son là chúng ta về tới thành phố Thủ Đức. Mà chúng ta chỉ dạo vòng trung tâm Sài Gòn đó, để gửi đến anh chị những hình ảnh lung linh ánh đèn đêm tại Sài Gòn, để những cô chị, cô chú anh chị xa quê nhiều năm không nhìn lại Sài Gòn có những cái hình ảnh đỡ nhớ quê nhà hơn. Coi bây giờ Sài Gòn với xưa như thế nào, khác xa là sao, bao nhiêu năm, chỉ cần 1-2 năm là quay lại Sài Gòn là nó khác anh chị, khác rất là nhiều từng con đường góc phố. Ở đây là đường Lý Tự Trọng nè, đường Lý Tự Trọng giao với đường Tôn Đức Thắng nha. Kế bên đây là các quán ăn, quán ăn, quán ăn của các thương hiệu Nhật Hàn rất là nhiều anh chị. Giờ trung tâm quận nhất dành cho khách du lịch, du lịch khách nước ngoài tới trung tâm Sài Gòn rất là đông anh chị. Đó, ở trên là cầu Ba Son vào ban đêm lung linh ánh đèn. Ở ngoài kia là chuẩn bị chạy tới cái khúc là gọi là công viên Bến Bạch Đằng. Đó, đây là những cái cầu đường dẫn lên cầu Ba Son anh chị. Ngoài gọi là lung linh ánh đèn đêm tại công viên dọc Bến Bạch Đằng. Sau này tàu điện ngầm mà khai trương nữa thôi, Sài Gòn khác gì nước ngoài anh chị, quá đẹp luôn. Bây giờ nè, tòa nhà nè khủng khiếp chứ. Đó, những ánh đèn đêm, những góc view triệu đô, những con thuyền chạy trên sông. Đó, những con thuyền chạy trên sông, nhậu ngồi trên sông mát luôn anh chị, khác nào như ở nước ngoài đâu. Ở đây là những khách sạn nè, River băng, những khách sạn, những nhà hàng,
năm sao, bên kia là bờ gọi là bờ sông với những chuyến tàu du lịch trên sông anh chị. Quá đẹp, Sài Gòn đêm quá đẹp anh chị ạ. Tuyệt vời. Đúng là đại đô thị của Việt Nam anh chị. À, đầu tàu kinh tế cả nước mà. Khách sạn Lotte Hotel. Quá đẹp. Bên kia là nhìn qua thành phố Thủ Đức. Quá đẹp. Đó, những tòa nhà nè, anh chị nhìn ngắm những cái hình ảnh đẹp nhất về Sài Gòn đêm nha. Quá đẹp anh chị ơi. Quá đẹp. Đó, nhìn tòa nhà cao tầng với những ánh đèn LED là quá đẹp. Quá tuyệt vời. Phía trước là tượng ngay vòng xoay Đức Thánh Trần Hưng Đạo anh chị. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Dọc xung quanh là các tòa nhà cao ốc cũng như là khách sạn. Ở đây là mặt tiền quá đẹp luôn chị. Quá đẹp. À, chị nhìn ngắm đi những tòa nhà cao tầng với đèn LED ban đêm nha. Quá đẹp. Sài Gòn đêm tuyệt vời luôn chị ơi. À, những khách sạn Melinbon. Quá đẹp. Đây là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Tuyệt vời. Đó, quay lại một vòng nha. Quay lại một vòng để anh chị nhìn ngắm công viên Bến Bạch Đằng nha. Đó, Catinat triệu đô anh chị ơi. Bên kia là Catinat nè. Khu vực Catinat. Catinat triệu đô. Đó. Quán cà phê Catinat anh chị. Quá đẹp. Nhìn ngắm nha. Đó, Đức Thánh Trần Hưng Đạo nè. Quá đẹp. Những tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà cao tầng tại trung tâm Sài Gòn đêm. Quá đẹp. Ở đây là bến Bạch Đằng. Đó, anh chị nhìn ngắm lại những tòa nhà cao tầng một lần nữa nha. Dọc xeo bờ sông. Quá đẹp. Sài Gòn đêm quá đẹp luôn anh chị. Tuyệt vời. Cái góc view gọi là triệu đô. Quá đẹp. Anh chị nhìn lên kìa. Anh chị nhìn ngắm không? Quá đẹp. Đúng cái góc view. Đúng góc view đẹp luôn chị. À, đẹp chưa? Chị nhìn ngắm nha. Quá đẹp luôn chị ơi. Tuyệt vời luôn. Đó, anh chị nhìn ngắm lại Sài Gòn với những cái cung đường đẹp, với những tòa nhà và trang trí những ánh đèn LED lung linh vào ban đêm. Em cũng gửi đến cô chú anh chị xa quê nhiều năm hình ảnh về cung đường đêm ở đại đô thị Sài Gòn. Đó, những tòa nhà quá đẹp luôn chị ơi. Rồi, video về Sài Gòn đêm với những ánh đèn lung linh đến đây là kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.